Cô là dài thảo. Cửa vẫn đóng. À đủ. À lần này thì không có thử thách gì hết. Anyone please. Anyone please. Có ai đó kêu cứu trong này mà. Ai đây? À, thanh niên nào? Có chuyện gì vậy? Hả? Là cậu à? À, sao lại cậu lại đến chỗ như thế này? Đang làm gì ở đây? Đang làm ở chỗ như này. Có vấn đề gì à? Tôi thì bị nhốt ở trong này và tôi đã bị kẹt. Cậu có thấy cái kia không? Nếu mà nhấn vào nó được thì có thể mở tôi ra khỏi đây đấy. Cái cửa vào thì đằng kia. Tôi vào từ đằng đó. Tôi biết là tôi đi, tôi tìm được cậu à. À, tôi sẽ chờ ở đây. Cửa vào ở đằng đó. Nên bây giờ mình trở ra. Sao mình chạy qua bên đây? Kiểu khu gì của ai? À hà, có cái riếng nữa. Ấy, không cho con này chạy. Ôi đường vào nó kêu ở phía bên này. À đây 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 à. Pola Foothill Excavation. Mấy cái nấm ánh sáng nhiều thế nhỉ? Tác dụng quá vậy trời. Ngoài gloom gleo. Ồ, cảm ơn bạn nhé. À, cái gì đó, chờ chút. Tôi không có thời gian để nói đâu. Tôi có cần phải sửa cái tower. Sa Nguyễn, làm sao nâng cấp cho nhiều viên tin vậy bạn? Là như vậy đấy. Giờ chắc vô được cái thao này rồi. Bạn sang Nguyễn chơi đến đâu rồi? Chơi được nhiều chưa? Let's nay cũng có hai chuyên gia hay coi stream mình. Hai bạn nó rảnh lắm. Mà nay có một bạn Đức mà không biết chắc bạn off được quá.